Người phụ nữ này vì muốn phong ấn ma kiếm phản tịch đã không tiếc thân mình tự đóng băng ở đây. Vào nhiều năm sau, chàng trai đã tìm ra mẹ của mình, quyết định sử dụng uế thổ để chuyển sinh và cứu sống bà. Thế nên đã tiến lên từ từ chạm vào, nhưng hàn khí của thuật băng phong quá mạnh khiến chàng bị phản phệ. Thấy tình hình như vậy, Đồ Tô liền ngồi xếp bằng điều khí, phát động tức khí trong người mình. Nguồn năng lượng mạnh mẽ đã phát sinh ra những năng lượng, muốn thử tìm cách làm tan chảy băng đá. Quả nhiên hàn khí đã vơi bớt, sắc mặt hồng hào lại, nhưng vẫn cứ chìm trong hôn mê không tỉnh. Chàng chỉ lấy ra thuốc mà Âu Dương Thiếu Cung đưa cho mình, đưa cho mẹ uống. Sau khi uống thuốc xong, bà đã từ từ mở hai mắt ra, nhưng bà lại không nghe được tiếng gọi của Đồ Tô. Thế nên chàng chỉ có thể đưa mẹ về nơi ở. Tình Tiết thấy tình hình như vậy, bèn giải thích nói, hiện tại lục cảm còn chưa hoàn toàn mở ra, thế nên bà ấy không nghe thấy cũng không nhìn thấy, đợi thêm một khoảng thời gian nữa là ổn. Lời vừa mới dứt, Đồ Tô không ngồi yên được, chàng sợ rằng mẹ sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, thế nên Tình Tuyết đã video cô với bà ở U Đô để hỏi cách cứu chữa. Khi Tình Tuyết kể hết toàn bộ nguồn cơn sự việc, bà cảm thấy không thể tin nổi, hiện tại uế thổ chuyển sinh đã bị thất truyền, cải tử hoàn sinh là điều không thể, thế nên đã phán đoán rằng bên trong cơ thể kia chỉ toàn là cổ trùng. Loại cổ trùng này rất sợ ánh sáng, chỉ cần mang ra ngoài nắng sẽ tan thành mây khói. Tình Tuyết sau khi tắt video xong thì đã nói lại chuyện này cho Đồ Tô. Đồ Tô không thể tin nổi, đồng thời quát mắng Tình Tuyết một hồi. Đợi đến ngày hôm sau, Đồ Tô tỉnh lại đã phát hiện ra mẹ mình biến mất. Đi ra khỏi cửa mới phát hiện ra Hưu Ninh đại nhân đi ra tắm nắng khi trời còn chưa sáng. Thế nên Hưu Ninh đại nhân, mẹ. Đồ Tô khó khăn lắm mới có thể gặp mẹ một lần, lại phải chịu thêm một lần đả kích. Lúc này Lang Đoan vì muốn báo thù Đồ Tô nên đã hấp thụ ma lực của hàng nghìn yêu linh, thực lực tăng tiến. Nhưng đến khi anh ta tìm đến chỗ Đồ Tô thì không hay biết nỗi đau mất mẹ sẽ to lớn đến nhường nào. Anh ta còn khiêu chiến Bách Lý Đồ Tô, ngươi mà có gan thì thi đấu với ta một trận, ta lại muốn xem loại yêu quái như ngươi rốt cuộc có bản lĩnh động trời nào. Sát khí lập tức tăng vọt, khí thế bức người khiến mọi người chấn động. Đồ Tô tay cầm phản tịch kiếm, đại chiến nhanh chóng nổ ra. Đồ Tô bay đến với tốc độ chóng mặt, Lăng Đoan cũng dựa vào ma lực của hàng vạn yêu linh chiến đấu mãnh liệt với Đồ Tô. Một trận quyết đấu giữa sát khí và yêu khí, ma khí bay ngập trời, xung quanh cũng bị tàn phá, vạn vật cạnh đó đều gặp tai ương. Hai người lại bắt đầu so chiêu tay đôi. Sau một hồi giằng co, Đồ Tô đã học được càn khôn đại na di của Trương Vô Kỵ, xoay 9981 vòng trên không. Đồ Tô dùng một chiêu phong ma chạm đánh bại Lăng Đoan, Lăng Đoan ngã xuống đất, vốn muốn cho một chiêu kết liễu, không ngờ lại chém phải ảo ảnh. Lăng Đoan vòng ra sau muốn đánh lén, kết quả vẫn bị Đồ Tô đánh bại, ngã không đứng dậy nổi. Lúc này sát khí trong người Đồ Tô đã không thể nào khống chế, chàng cầm theo phản tịch kiếm đi về phía mọi người. Đại sư huynh vốn muốn gọi chàng, nhưng cuối cùng lại chỉ là đến nộp mạng, bị Đồ Tô chém cho một nhát. Đồ Tô cầm lấy phản tịch kiếm chậm chậm đi về phía anh, Lăng Việt chuẩn bị đi chầu ông bà rồi. Vào lúc nguy cấp, Tình Tiết đứng ở bên cạnh quan sát hồi lâu cuối cùng cũng sực tỉnh, nàng dùng tay không bắt lấy lưỡi kiếm, sau đó nhẹ nhàng gọi chàng dậy. Đồ Tô đau khổ dãy giụa, nói rõ ràng sắp thắng rồi, nhưng vì mình đánh heo, đồng đội ngu nó chặn tứ quý làm cho thất bại. Trong những tiếng gọi của Tình Tuyết, Đồ Tô dùng chút ý chí mỏng manh của mình để chống chọi lại sự khống chế của phản tịch kiếm, nhưng lần này sát khí lại mạnh mẽ hơn tất cả mọi lần, vốn không thể nào ngừng được, không còn cách nào, Đồ Tô chỉ còn có thể vận dụng những cách làm thô bạo lúc nhỏ, quyết định tự mình giải quyết sát khí hung hãn này. Đồ Tô nhấc cao phản tịch, Tô Tô. Vào lúc then chốt nhất, Tử Giận chân nhân đã tới kịp, đánh rơi phản tịch trên tay anh, sử dụng nhất dương chỉ để đánh vào giữa trán của Đồ Tô. Sau một hồi áp chế mạnh mẽ, Đồ Tô đã ngất đi. Sau đó Tử Giận chân nhân sử dụng thuật thanh tẩy, muốn áp chế toàn bộ sát khí trong người Đồ Tô. Chân nhân bèn nói, trong người Đồ Tô có chứa ba luồng chân khí, muốn dung hòa chúng vào nhau thì buộc phải theo ông đi đến Thiên Dung Thành. Nhưng Đồ Tô lại không muốn quay về, chàng nói rằng thế giới rộng lớn như vậy, chàng muốn đi thăm thú. Nhìn thấy Đồ Tô kiên quyết như vậy, sư tôn cũng không bắt ép. Vào lúc này, chuyện của Lăng Đoan đã bị sư tôn phát hiện. Sau khi biết hành vi của anh ta, vốn muốn cắt luôn vai của anh ta tại đây, nhưng niệm tình anh ta là đệ tử của trưởng môn chân nhân, thế nên đã phế toàn bộ võ công, đuổi ra khỏi Thiên Dung Thành. Nhóm của Đồ Tô vì muốn đến Cẩm Xuyên để ngăn Âu Dương Thiếu Cung, kết quả nửa đường lại bị thuộc hạ của anh ta ngăn lại. Lúc này một đám tôm tép dâu ria từ từ đi tới, thế nên Tình Tuyết đã triệu hồi Liềm Bạch Khởi, sử dụng kỹ năng của mình để tạo ra một lá chắn. Lúc này đối phương như nổi điên không ngừng lao vào tấn công họ, không còn cách nào, Đồ Tô lại rút ra thanh kiếm phản tịch. Sau đó là một chiêu thanh liên kiếm ca, 10 bước giết một người, quét sạch trong ngàn dặm. Nháy mắt tất cả đều đã bị giết. Khi mà Đồ Tô chuẩn bị thu kiếm, Tình Tuyết bị Yêu Miêu dùng móng vuốt xiết cổ. Vốn là bạn bè, vì sao lại làm như vậy? Hóa ra là do độc tính của thuốc mà Âu Dương Thiếu Cung đưa cho phát tác, khiến cho ma tính bộc phát. Lúc này Yêu Miêu bảo nhóm Đồ Tô nhanh chóng rời đi, bởi vì Cẩm Xuyên đã biến thành một tòa thành chết, nhưng tấm lòng vì chúng sinh thì không được từ bỏ. Kết quả vẫn chậm một bước, bách tính ở đây đều ngây ngây ngô ngô, gọi không ai thưa. Nhưng đợi đến khi mặt trời lên, tất cả mọi người đều như được lập trình mà đi về phía mặt trời. Không hiểu tại vì sao, từ già đến trẻ, trai đến gái, trong
trong thành, vừa mới tỉnh dậy đã chạy về phía mặt trời, tràn đầy năng lượng tích cực, nhưng kết quả là... Lúc này, Phương Lam Sinh nhớ ra bà chị đang đánh liên quân ở nhà, nhưng khi vừa tìm thấy, cũng đã bị Thanos búng tay bay màu rồi, mọi người đều kinh ngạc không biết làm sao. Lúc này Âu Dương Thiếu Cung mới xuất hiện, anh ta nói những chuyện này đều là anh ta làm. Phương Lam Sinh không muốn nhiều lời, muốn cho anh ta một trận, nhưng lúc này Thiên Thương cũng đã chạy tới, tung đòn như vũ bão. Nhưng còn chưa được mấy giây đã bị Âu Dương Thiếu Cung cho một chiêu ngã bay. Đồ Tô thấy vậy liền tung chiêu, nhưng do tối qua thức khuya nên làm sao là đối thủ của Âu Dương Thiếu Cung được, một chiêu đã ngã lộn, mỗi người đều nôn ra một ngụm vang đỏ. Khi chàng vừa mới ngẩng đầu nhìn anh ta, thì phát hiện ra vết thương mà mình chém lên người đeo mặt nạ quỷ. Đồ Tô nhất thời tỉnh ngộ, hiểu ra tất cả ngọn ngành, hóa ra Âu Dương Thiếu Cung chính là người đeo mặt nạ quỷ, Triệu Lâm là do ngươi giết. Không sai, nhưng vậy thì có làm sao? Hơn nữa anh ta còn kể hết chuyện ở thôn của Đồ Tô, làm cho Đồ Tô tức đến mức rút phản tịch kiếm ra tấn công, nhưng Âu Dương Thiếu Cung lại cực kỳ mạnh mẽ, chỉ nháy mắt đã không thấy bóng dáng, và vứt lại một câu, ta mãi mãi sẽ đợi ngươi, đồ bút cùn tài mọn. Thế nên Tình Tuyết đã đưa Đồ Tô quay lại Udo, mục đích là tìm bà để hỏi cách thức tìm nữ oa, một là để hỏi lai lịch của phản tịch kiếm, hai là hỏi cách để đánh thắng Âu Dương Thiếu Cung. Lúc này bà ở Udo đã tìm được Tứ Đại Thiên Vương, cùng ngồi quanh tượng đá, sau đó vận công để kết phong ấn, một luồng sức mạnh to lớn nhập vào người Tình Tuyết, bức tượng đã bên cạnh cũng sáng lên. Một lúc sau đó, nữ oa cuối cùng cũng nghe điện thoại, cầu xin đại thần chỉ bảo Thái tử Trường Cầm và Phan Tịch có quan hệ gì. Nữ oa đã giải thích rằng Trường Cầm vì phạm phải điều cấm thứ 8 của thiên đình là yêu đương, nên đã bị phế xuống nhân giới. Không ngờ tiên linh của Trường Cầm bị một người rèn kiếm ở nhân giới nhặt được, mượn linh lực của Ngọc Hoành, mang linh lực của Trường Cầm rót vào trong Phản Tịch kiếm. Nhưng Trường Cầm không cam tâm làm kiếm, thế nên đã vứt bỏ một nửa tiên linh mà chạy về thế gian, cũng chính là Âu Dương Thiếu Cung hiện nay. Nữ oa còn nói, muốn tiêu diệt một nửa tiên linh của Trường Cầm, chỉ có cách phá giải phong ấn Phản Tịch, những cũng sẽ có tác dụng phụ, đó chính là vật chủ sẽ tiêu biến sau 3 ngày. Đồ Tô vừa nghe thấy, liền đồng ý với đề nghị của nữ oa, nhưng Tình Tuyết lại không đồng ý, thế nên đã tự mình cắt đứt liên lạc. Nữ oa nương nương, lẽ nào không có cách nào khác, để có thể đuổi sát khí và tiên linh ở trên người Đồ Tô đi sao? Tình Tuyết tập trung tinh lực. Bị Tình Tuyết làm cho ảnh hưởng, khiến cho tất cả mọi người lại phải gọi lại cuộc khác. Sau một hồi chuông dài, điện thoại lại được kết nối, nhưng nữ oa lần này chỉ nói mấy câu. Người đẹp như ta nói thì đừng có mà ý kiến, chuyện nhân gian thì người nhân gian làm, không liên quan gì đến ngươi.